Đồng Phục Dadofa xin kính chào quý vị khách hàng. Trong video đầu tiên, cảm ơn quý vị khách hàng đã nhiệt tình ủng hộ và xem view rất là nhiều. Nếu quý vị nào yêu thích về kiến thức phong thủy, chúng ta hãy nhấn nút subscribe để chúng ta tiếp tục theo dõi các kiến thức cũng như chia sẻ những thông tin về chủ đề phong thủy học cũng như là phong thủy ứng dụng trong đời sống như thế nào. Công thông đại diện cho thời trang Dadofa, Đồng Phục Dadofa một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị khách hàng cũng như là quý vị khán thính giả đã luôn theo dõi và ủng hộ cho kênh Đồng Phục Dadofa. Quý khách hàng thân mến, giữa chặng đường biết chọn đường nào để chúng ta đi, để chúng ta theo. Bởi vì trong một mối quan hệ xã giao hay mối quan hệ gia đình, có bao giờ bạn thấy không thích một người ngay từ cái nhìn đầu tiên chưa? Chắc chắn là có, đúng không? Như chúng ta đã biết, giữa con người với con người có sự ảnh hưởng với nhau. Nếu hợp thì rất dễ gần, dễ nói chuyện. Còn nếu không thì thật khó mà thân cận được. Cho dù người đó là một người thân, một người có mối quan hệ gần với mình nhất, giống như trong mối quan hệ gia đình anh chị em, thì chưa chắc chúng ta đã hợp với người này, nhưng chưa chắc chúng ta đã hợp với người kia. Bởi vì sao ạ? Thật khó giải thích đúng không ạ? Chúng tôi sẽ giải thích sau đây. Xin mời quý vị khách hàng tiếp tục. Và điều đó thật tồi tệ nếu người đó lại là sếp, khách hàng hay là những người bạn phải nhờ vả. Để cải thiện mối quan hệ đó, khi chúng ta tiếp xúc hoặc chúng ta kết giao để làm ăn hay kết giao để tạo được mối quan hệ trong công việc, thì chúng ta cần lưu ý những vật dụng, giống như là những cái vật dụng như quần áo hay là trang sức, chúng ta cần phải tinh tế để chúng ta cần nhận diện, biết được là khách hàng của mình hay là sếp của mình hay là người quen, người thân của mình, những người mà chúng ta cần nhờ vả trong công việc, là họ thích gì và không thích gì. Ví dụ như là sếp của mình thích màu đỏ và không thích màu đen, hoặc là họ dị ứng với một loại trang sức, thì chúng ta nên tiết chế và chúng ta phải hiểu được là tâm lý của họ, họ thích gì, để từ đó chúng ta có thể đeo những vật dụng cũng như là chúng ta biết trước được tâm lý của họ, để chúng ta có thể chuẩn bị chu đáo hơn cũng như ký kết giao hợp đồng và tạo mối quan hệ làm ăn. Trong mối quan hệ xã giao bạn bè hay là những mối quan hệ chúng ta cần giao lưu, thì chúng ta cũng phải tinh tế về điều đó. Bởi vì nếu chúng ta không biết và chúng ta không hiểu và chúng ta không biết được thông tin đó thì rất là khó. Đó là cách mà gọi là tinh tế trong giao tiếp. Thì thực ra trong đó thì phong thủy chiếm khoảng là 80% để chúng ta biết được rằng là chúng ta cần nên làm gì và không nên làm gì. Quý vị thân mến, mỗi người sẽ có một nguồn năng lượng đặc biệt toát ra từ bên trong của họ. Có người khi bạn tiếp xúc lần đầu tiên, bạn sẽ thấy họ rất là dễ thương, dễ mến, giống như chúng ta đã quen nhau từ rất là lâu, và thậm chí bạn có thể chia sẻ hết những cái điều mà trong cuộc sống, những điều riêng tư của bạn, để bạn chia sẻ đến với họ. Tại vì sao ạ? Có người giải thích đó là một sự nhân duyên, có một sự kết nối từ trước, hoặc là từ nói theo về đạo Phật, đó là từ kiếp trước chúng ta đã có gieo duyên với họ. Nhưng thật ra thì giải thích nào nó cũng có những lý do riêng của nó, bởi vì mỗi người có một năng lượng và một từ trường tốt và từ trường xấu. Bởi vì bình dân hay nói là nhìn mặt cậu đó hay là cô đấy thấy ghét, không ưa. Tại vì sao? Bởi vì như chúng tôi đã nói thì chúng ta rất là khó để mà giải thích được. Mỗi người sẽ có một nguồn năng lượng gọi là hạt hay không hạt. Chính vì vậy trong phong thủy học, trong phong thủy học có một câu người ta hay nói, đó là đồng thanh tương ứng, đồng khí thương cầu. Khi mà năng lượng giống nhau nó sẽ hút nhau, và khi năng lượng không hợp nhau sẽ đẩy ra. Chính vậy trong đội nhóm, trong một cộng đồng của công ty, hay là trong một tập thể, trong một gia đình, thì chúng ta sẽ cũng đơn giản cũng như vậy thôi. Từ đó chúng ta mới có thể là biết được là mình hợp với ai, mình nên giao lưu với ai, không hợp với ai thì mình nên có những cái hành động và ứng xử như thế nào để tinh tế hơn. Ví dụ như là
mình không làm gì về người đó không thích mình, thì người ta đã không thích mình rồi, thì chúng ta cần phải tinh tế ứng xử khéo léo như thế nào để chúng ta có thể là vẫn là xã giao nhưng mình không quá thân, bởi vì năng lượng mình với năng lượng họ không giống nhau, và trên đường đời chúng ta rất là khó, bởi vì trên thế giới 7-8 tỷ người, Việt Nam bao nhiêu triệu người, thì chúng ta cũng chỉ có thể là gặp gỡ những người họ chỉ thoáng qua, và chúng ta chỉ thân duy nhất một số người duy nhất trong cuộc đời của mình thôi. Cho nên quý vị cũng không cần phải lo lắng hay là cảm giác là mình phải làm vừa lòng cho tất cả mọi người được, bởi vì điều đó không cần thiết. Chúng ta hãy cứ sống tốt và sống tử tế đi. Người nào thích mình thì mình sẽ tôn trọng ứng xử lại, còn nếu không thích thì chúng ta cũng tinh tế để mà xảy ra một cách đơn giản. Và để trả lời câu hỏi đó thì Đồng Phục Nanofa xin phép được nói thêm về trục phong thủy để mọi người có cái nhìn khác hơn về một khoa học huyền bí này. Ví dụ trong gia đình của chúng ta, những vật ở quanh ta như là bức tranh, con dao, tivi, cái cốc hay là quyển sách, ngay cả quyển sách nữa. Tại sao? Ví dụ như chúng ta cũng hàng ngàn quyển sách, cũng hàng ngàn vật dụng, cũng hàng ngàn cái quần áo, nhưng chúng ta chỉ thích chọn, ngay cả trong cái tủ đồ của các bạn nam hay nữ hay trẻ em hay như thế nào đấy, thì mua rất là nhiều đồ nhưng chúng ta cũng chỉ mặc một số cái quần áo đơn giản vậy thôi. Bởi vì sao? Thích, tôi thích cái quần đồ đó, tôi thích cái áo đấy, tôi chỉ mặc hoài, mặc dù là mua rất là nhiều. Cũng giống như quyển sách, có những quyển sách chúng ta sẽ đọc đi đọc lại rất là nhiều, nhưng cũng có những quyển sách chúng ta mua rồi để đó, hoặc là đọc một vài trang thế thôi. Thì đó là như vậy, cả điều đó có một sự ảnh hưởng nhất định đến chúng ta. Sự ảnh hưởng đó lớn hay nhỏ, tốt hay xấu, tùy trường hợp. Thì thân mến, hạn vật đều có tính chất và năng lượng riêng của mình. Nếu hai vật không hợp nhau mà đặt cạnh nhau thì sao ạ? Chắc chắn chúng sẽ bài xích nhau. Còn hai vật đặt cạnh nhau mà hợp nhau thì nó sẽ bổ trợ, tương trợ lẫn nhau. Cho nên người ta có dân bình dân, người ta hay có câu nói là đôi bạn cùng tiến, là những người gọi là hợp cạ, hợp trơ với nhau thì họ sẽ luôn hỗ trợ giúp đỡ mình. Dù cho mình có những khó khăn hay những lỗi lầm hay những như thế nào trong cuộc sống thì họ luôn sao? Ứng biến và luôn chở che, hỗ trợ chúng ta. Theo nghiên cứu của những tờ báo về kinh doanh, về kinh tế thì người giàu, đặc biệt là người giàu, rất quan tâm đến phong thủy. Tại sao ạ? Đó là một thói quen lạ của người giàu. Nghe tưởng chừng rất là vô lý, vì trong thế giới phẳng, kiến thức về phong thủy là dành cho mọi người, ai cũng có thể tiếp cận được. Đúng là sự tiếp cận kiến thức phong thủy là bình đẳng với tất cả mọi người từ Đông sang Tây. Tuy nhiên, duy trì việc quan tâm đến phong thủy như một thói quen thì không phải ai cũng làm được. Bởi vì phong thủy là một môn khoa học, quan tâm đến các yếu tố phong thủy để mong cầu cuộc sống giàu sang là hoàn toàn chính đáng và không phải là mê tín. Phong thủy khiến cuộc sống chúng ta tốt hơn về mọi mặt, công việc, tình cảm, sức khỏe và các mối quan hệ. Chúng ta hãy rạch ròi cái vấn đề là phong thủy và mê tín nó hoàn toàn rất là khác nhau. Chúng ta không dùng sự mê tín để mà chiêu dụ hay là để làm cái việc như thế nào đó có lợi ích cho mình mà hại người được. Nếu phong thủy không phải là một môn khoa học thì chắc chắn sẽ bị diệt vong và không trường tồn đến tận ngày hôm nay. Và phong thủy thì không có tổ, vì kiến thức này là kiến thức chung của mọi người sẽ tìm hiểu bằng những cái kinh nghiệm đúc kết qua hàng ngàn năm để làm sao viết lại, chia sẻ lại với mọi người. Cho nên bất cứ ai, bạn hay tôi đều có thể tìm hiểu phong thủy và chúng ta có thể đóng góp những cái kinh nghiệm sống của mình để làm giàu cho cái nền kiến thức gọi là kiến thức của thế gian, để chúng ta có thể biết được là dành cho con cháu của chúng ta sau này. Chúng ta có thể liệt kê một số tỷ phú trên thế giới như là Lý Gia Thành hay Bill Gates đều cực kỳ coi trọng những yếu tố phong thủy trong hoạt động kinh doanh của mình và có niềm tin sâu sắc vào chúng. Ví dụ, từng chi tiết ngôi nhà cho nơi làm việc đều đến những đồ vật, biểu tượng đều là những yếu tố mà các tỷ phú rất là quan tâm và cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố phong thủy sao cho phù hợp nhất. Các bạn, ví dụ trong một môi trường giáo dục, tại sao cô giáo là cái sự sắp xếp chỗ ngồi ban đầu là ngẫu nhiên, nhưng sau đó cô giáo là thầy giáo luôn luôn có sự sắp xếp vị trí chỗ ngồi rất là khác nhau. Bởi vì sao ạ? Bởi vì nhiều em là em này hợp với em kia, em này nếu mà đặt gần em kia thì
hay cãi với nhau và không học tập được, hay là có sự gây gổ. Cho nên là biết được điều đó thì cô giáo hay thầy giáo sẽ thay đổi vị trí chỗ ngồi. Cũng giống như là tại sao những hoạt động kinh doanh hay vị trí, người ta hay chọn vị trí đắc địa, những cái mặt bàn đẹp, và người ta hay chỉnh trang những vật dụng và tinh tế chi tiết là như thế nào. Vậy thì những cái vật dụng đấy chúng tôi sẽ có những video sâu để giải thích sâu cho quý vị nghe thêm thông tin là vì vật nào nên đặt cái vật nào theo kiến thức phong thủy để cho nó hợp cả với nhau, để tạo ra một từ trường tốt, một năng lượng tốt nên làm việc, cũng như là trong ngay cả gia đình của mình cũng vậy, thì nó sẽ tạo ra một năng lượng tốt thì giúp cho chúng ta thoải mái, mà giúp cho nhân viên có thể là làm việc được tốt hơn, tạo ra một cái môi trường cạnh tranh rất là lành mạnh và làm việc tốt, mang đến lợi nhuận, hiệu quả kinh tế tốt hơn. Hy vọng những cái thông tin vừa rồi của Đồng Phục Nanofa chia sẻ đến quý vị sẽ phần nào thêm thông tin giúp cho quý vị cập nhật được một số thông tin. Nếu yêu thích kiến thức về phong thủy, quý vị vui lòng nhấn nút subscribe để đăng ký kênh, hoặc là chia sẻ đến thông tin đến nhiều người hơn. Mến chúc quý vị khách hàng một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Chúc quý vị thật nhiều năng lượng, ứng dụng phong thủy thật tốt để chúng ta có thể làm việc được nhiều điều tốt đẹp hơn, xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc và công việc được thuận lợi, thành công. Video xin phép được tạm dừng ở đây. Mến chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị ở video số 3. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã xem video. Trân trọng và kính chào.